Chúc cùng các bạn nha. Thì đây là một cái video khảo vấn kinh thánh thứ tư để chúng ta ghi nhớ nội dung kinh thánh của sách Sáng Thế Ký chương thứ tư. Thì sách Sáng Thế Ký chương thứ tư này là một cái chương rất là dễ và chúng ta sẽ chỉ nhớ về hai chi tiết thôi. Chi tiết thứ nhất là câu chuyện của Cain và Abel, và chi tiết thứ hai là chi tiết về Lê-mét. Thì khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã xử phạt Adam và Eva, và Ngài đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng, và Ngài không cho Adam và Eva ở trong vườn địa đàng cũng như là đến gần cây sự sống nữa. Và lúc này Adam ăn ở với vợ mình. Ở đây là nói về cái tính chất tình dục đấy. Thì là Eva đã sinh thụ thai. Thì bà Eva đã thụ thai và sinh một người con trai, và đặt tên là Cain. Và trong cái câu bà và trong câu kinh thánh trích dẫn là bà nói cái dẫn rất rõ ràng là bà nói là nhờ vào Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ tôi sanh được một người con. Thì ở đây là một cái gì đó đã thể hiện sự rất là cố gắng, tức là bà Eva đã rất là cố gắng để sinh ra được một người con. Ở đây là rất là cố gắng sau sự trừng phạt của Chúa là sinh con sẽ đau đớn, thì bà đã rất là cố gắng để làm cái điều này. Và sau một thời gian sau thì bà sinh thêm một người con trai nữa, và bà đặt tên là Abel. Những cái điều buồn ở đây, Cain và Abel đã xảy ra mâu thuẫn khi mà Cain và Abel đều dâng cái lễ vật lên cho Đức Giê-hô-va, nhưng mà Cain thì lại đi dâng cái thổ sản làm lễ vật, còn Abel thì đã dâng con chiên đầu lòng lên cho Đức Giê-hô-va. Thì cái việc làm của Abel là đúng, còn việc làm của Cain thì nó không phải là sai, nhưng nó điều đó Đức Giê-hô-va không nhận. Ở đây có một số điều ta cứ nghĩ rằng là Abel làm đúng còn Cain làm sai. Thực ra thì Abel đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, còn Cain là không phải làm sai, mà Cain là dâng cái của lễ là của lễ thực vật, của lễ là bánh, của lễ là thực vật, thì Chúa không nhận mà Đức Chúa Trời muốn có sự đổ huyết, muốn có sự chết của một chiên đầu lòng. Vì lúc Adam và Eva phạm tội xong thì Ngài đã giết một con vật lúc đó để mặc áo cho Adam và Eva, và cái hành động giết một sinh vật để mặc áo cho Adam và Eva thì cái hành động đó đã thể hiện là Chúa đã hướng dẫn con người là để che đi tội lỗi các ngươi, để che đi sự xấu hổ các ngươi, thì các ngươi phải sử dụng đến sự chết của một sinh linh khác. Thì Cain lại không làm điều đó, còn Abel thì làm điều đó. Nhưng cái vấn đề ở đây mà Cain phạm tội đó là Cain ganh ghét với em mình. Chúa không nhận của Cain, nhưng Cain không thay đổi lễ vật, mà ông cố chấp, ông bắt Chúa phải nhận cái lễ vật là thổ sản. Kiểu như là Cain nói là con là người nông dân, con là người thổ sản, con là người canh tác, chứ con đâu có phải là người đi chăn nuôi đâu. Nên Chúa phải nhận của con. Thực ra Cain có thể đổi, đúng không? Có thể trao đổi với Abel hay là có thể làm một việc gì đó. Nhưng Cain quá là ngang bướng. Mình nghĩ là như vậy. Cain có lẽ là hơi cố chấp ở cái chỗ này. Mình nghĩ là như thế. Thứ sai thứ hai là ông đã ganh ghét với em mình và giết chết em mình. Khi giết chết em mình và cái điều oan ức đó đã đến với Đức Chúa Trời. Thực ra là Đức Chúa Trời vẫn thương Cain rất nhiều. Lúc Cain chưa giết em mình, lúc Cain mới nổi giận, mới ganh tị thôi, mới sa sầm nét mặt thôi, mới giận em mình thôi, thì Đức Chúa Trời đã đến gặp Cain và đã hỏi là tại sao con lại giận, tại sao con lại sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Ở đây Đức Chúa Trời muốn Cain là sửa cái lễ vật đi, thay đổi lễ vật. Chúa vẫn thương Cain rất nhiều, các bạn. Chúa thương Cain, Chúa vẫn muốn Cain là dâng cho Ngài một cái lễ vật chuẩn đi. Chúa đến, Chúa cáo trách Cain, nhưng Cain thì không quan tâm gì đâu. Cain nói là thế gian này giờ chỉ có tao và em tao thôi. Bây giờ tao không thay đổi. Quá là cứng nhắc các bạn, quá là bảo thủ, không vâng lệnh Chúa. Nó thể hiện một cái gì đó rất là ngang bướng ở đây. Tao không làm, đúng không?
và Cain đã làm việc đó là chỉ có tao và em tao thôi, giờ tao giết em tao đi để xem Chúa còn ai dâng lễ vật không, Chúa phải nhận lễ vật của tao. Tội lỗi bắt đầu từ khi đó là Cain ganh ghét, sau đó là không vâng lời khuyên, lời hướng dẫn của Chúa và ngang bướng đưa ra quyết định là tao sẽ giết em ta. Chỉ có hai người thôi, tao sẽ giết em ta đi xem Chúa sẽ nhận của ai. Rồi Cain xông đến và giết em mình đi. Nhưng Đức Giê-hô-va lại đến với Cain và hỏi là em còn ở đâu. Lúc này Cain cũng không nhận lỗi luôn, cũng không nhận lỗi các bạn ạ. Cain cũng không hề nhận lỗi, Cain cũng không hối cải như vậy. Cain vẫn tức là cái con người tội lỗi họ có cái bản tính tội lỗi rồi, họ không ăn năn, họ không muốn làm lại, họ không muốn thay đổi, họ không muốn xin lỗi, họ cứng như vậy. Và Cain vẫn nói là con không biết con có giữ em con đâu, mặc dù là Cain đã giết em mình rồi. Thì Cain làm cái gì đó chối tội. Thì nói ra điều này, mình nói với các bạn này, Đức Chúa Trời cho Cain ăn năn đấy, Đức Chúa Trời có cái cơ hội. Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời khó tính đúng không? Nhưng mà mình nói với các bạn để các bạn hiểu, nhưng mà đôi khi chúng ta trong cuộc sống này sẽ rất dễ giống Cain tái phạm. Thấy Chúa nhân từ, thấy Chúa còn ơn còn thương xót thì chúng ta càng đấy. Đôi khi là cái chết nó đến, đôi khi là cái sự sửa phạt của Chúa đến, nó không phải là tội lỗi chúng ta đâu, mà nó tại vì chúng ta quá ngang bướng, tại vì chúng ta không chịu ăn năn thôi. Đức Giê-hô-va hỏi con đã làm điều gì vậy, và tiếng mó của em con đã từ dưới đất đã kêu lên đến ta, bây giờ con sẽ bị nguyền rủa và rời khỏi mảnh đất này, là đất đã há miệng hút máu của em con đổ ra bởi tay con. Khi con canh tác đất sẽ chẳng còn sinh hoa lợi vì con nữa, con sẽ lẩn trốn phiêu bạt trên đất. Ở đây là các bạn biết là khi mà Adam phạm tội, Chúa đã nói phán một điều, đó là người nam sẽ lao động cực nhọc mới có mà ăn, đúng không? Bây giờ Cain phạm tội này lại thêm một xử phạt nữa, đó là đất sẽ không sinh hoa lợi cho con nữa. Adam với một cái tội của tổ phụ, đó là đàn ông phải lao động cực nhọc mới có mà ăn, nhưng đối với Cain con lao động cực nhọc thì đất cũng không sinh hoa lợi cho nữa. Đây là một điều cực kỳ là đáng thương của Cain, thưa rằng Chúa ơi, hình phạt này quá sức chịu đựng của con. Và sau đó là Cain cầu xin được chết, cầu xin được chết chứ cũng không cầu xin ăn năn, cũng không cầu xin tha thứ, cầu xin được chết. Và thế cái sự cứng, sự ngang bướng nó kéo dài như vậy. Và Đức Giê-hô-va đánh dấu trên đầu Cain, trên người Cain là không cho người khác giết Cain, không được cho Cain chết. Ở đây nó thể hiện một cái sự đánh dấu, nó là thể hiện một cái ý nghĩa ban cho Cain để cho ông biết chắc chắn rằng lời hứa của Đức Chúa Trời không thể thay đổi được, cái đó là việc làm của Đức Chúa Trời không thay đổi nữa. Tức là để cho ông vững tâm vì cái lời hứa của Đức Chúa Trời rằng cái hình phạt về cái sự chết của ông không được thực hiện. Vì Đức Chúa Trời, thực ra Đức Chúa Trời có thể giết Cain đi lúc này để cho cái mầm mống của tội lỗi nó không sinh ra nữa, không sản sinh mầm mống của tội lỗi ra nữa, bởi vì là Cain chính là người đầu tiên sản sinh ra cái mầm mống, cái dòng dõi của tội lỗi. Nhưng mà tại sao Chúa lại không làm cái điều này? Bởi vì cái việc đánh dấu trên Cain này nó sẽ là cái lý do sẽ có trận đại hồng thủy, trận đại hồng thủy ở chương 5. Đấy, thì đây là theo giải kinh này như vậy, không hiểu ra Đức Trời lúc này lại không giết Cain để cho Ngài không phải làm trận đại hồng thủy nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn có một cái lòng nhân từ nào đó khao khát Cain được ăn năn, được quay lại, vẫn còn cơ hội cho ông ấy. Các bạn, nhưng mà có lẽ là Cain nó không làm điều đó, mà sau đó Cain ăn ở với vợ mình và sinh con cái. Ở đây Cain ăn ở với vợ mình thì có lẽ là cái người vợ của ông ấy đã là một người em ruột, tức là người con của Adam và Eva, người nữ ấy, người em gái ruột của mình, thì không 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 được nhắc đến tên, không biết tên những người này. Có những người con mà Cain sinh được ra đó là Helak. Helak thì lại sinh ra Izrat, Izrat thì lại sinh ra Mehudael, Mehudael lại sinh ra Methusael, và Methusael sinh ra Lamech. Và Lamech là người cưới hai vợ. Ở đây cưới hai vợ là thể hiện cái sự sai lệch tiếp tục về kinh thánh, phá bỏ đi cái luật ban đầu của Chúa là một vợ một chồng. Đó. Đây là cái sai lầm tiếp theo. Vậy là sáng thế ký chương 4 chúng ta biết được một câu chuyện dâng của lễ không đúng thì Chúa không nhận, nhưng điều đó không phải là tội lỗi, mà điều đó Đức Trời chỉ là không nhận thôi, và Chúa cần sự thay đổi. Nhưng mà
cái nỗi lầm ẩn, không sửa chữa cái lễ vật để được Chúa vui lòng, bắt Chúa phải theo ý muốn của mình. Nhưng mà Chúa không theo thì cho nên đã giết em của mình, ganh ghét và giết người. Chúa đến cáo trách nhưng lại không ăn năn cái tội lỗi này, không đến ăn năn tội lỗi này. Rồi và đến Chúa đến sửa phạt cũng không ăn năn, Chúa đến sửa phạt thì lại cầu xin chết. Chúa đã không đáp ứng cái lời là cầu xin chết mà Chúa chờ gia hạn cho sự sống tiếp tục để sau này có cơ hội ăn năn, nhưng có lẽ là cũng không có cái cơ hội ăn năn cho Cain. Nhưng mà Cain có cái cơ hội là được sống lâu trên đất, nhưng mà Cain cũng không ăn năn. Bởi vì là thấy cái dòng dõi, chúng ta sẽ thấy cái dòng dõi của Lamech đấy. Đó là Lamech đã cưới hai vợ, tức là Cain đã sinh ra một dòng dõi không thuận theo ý muốn của Chúa. Bởi vì bản thân ông ngang bướng đâu có theo lệnh của Chúa đâu, đúng không? Cho nên là như vậy. Đến thời kỳ của Lamech ấy, Lamech cưới hai vợ là Ada và Sila. Lầy các người vợ của Lamech, hãy lắng tai nghe ta nói, ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta, và một đứa trẻ đã đánh sưng bầm ta. Và nếu Cain thì được báo thù 7 lần thì Lamech sẽ được báo thù 70 lần 7, tức là cái tội lỗi của Lamech lớn hơn cái tội lỗi của Cain rất là nhiều. Mà Lamech thể hiện cái quyền lực của mình, cái bạo lực của mình và giết người đó luôn. Và về nói với hai vợ rằng là ta không chỉ giết cái người đó mà ta còn giết cả một đứa trẻ đã đánh sưng bầm ta. Và biết là một đứa trẻ mà đánh một người trưởng thành thì mà đánh sưng bầm thì một đứa trẻ đó là như thế nào, đúng không? Ta không hiểu được cái điều gì đã xảy ra với cái mối quan hệ với một đứa trẻ này. Nhưng mà Lamech cũng không phải là một người nhân từ mà đã giết luôn cái đứa trẻ đó. Thì ở đây là Lamech đã giết một lúc hai người. Cain đã giết một người nhưng Lamech đã giết hai người, đơn giản chỉ vì cái sự bạo lực. Đã. Thì ông nói là nếu như Cain, tức là tổ phụ, đã được báo thù 7 lần thì ta đã phạm một cái tội lớn hơn, tội lớn hơn là 70 lần 7 cái số phạm tội mà tổ phụ ta đã phạm. Thì ở đây ta biết này, cái tội lỗi được tăng tiến, tịnh tiến rất là nhiều cho đến thời kỳ Lamech, có tịnh tiến cực kỳ ghê gớm và cực kỳ nhanh. Thế cho nên các bạn phải hiểu là tội lỗi nó có cái sự tịnh tiến trong thời gian, nên các bạn còn cơ hội quay đầu ngay, để cho đến thời kỳ của Lamech này đấy thì sẽ không thể nào mà quay đầu được nữa. Bởi vì lúc này dân số trên thế giới rất là ít, cái lúc mà Lamech được sinh ra dân số trên thế giới cũng khá là ít thôi, cũng không nhiều, cũng chắc chỉ vài trăm người thôi. Thì ông mà đã giết một người trưởng thành hay là giết một người đứa trẻ thì tất cả những người đó vẫn là những người ở thân tộc, tức là trong dòng dõi gia đình thôi, vẫn là những người con trai con gái và hay là cháu chắc chút chít của Adam và Eva thôi. Và vì Adam và Eva lúc này chưa qua đời mà. Thì cho đến câu 25, câu 26 thì sau cái sự phạm tội của Lamech thì Adam và Eva lại sinh được một người con nữa, đó là người con trai và đặt tên là Seth. Và bà nói là Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con khác thay thế cho Abel, nên đã đặt tên đứa đó là Seth. Và Seth sau này thì cũng lấy vợ và sinh ra một con trai đặt tên là Enoch. Sinh ra một con trai đặt tên là Enoch, và người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Ở đây là cái việc là người ta bắt đầu cầu khẩn Đức Giê-hô-va, chỉ viết một câu ngắn gọn như vậy thôi. Tức là dòng dõi của và con trai của Seth là Enoch là dòng dõi bắt đầu sinh ra là dòng dõi tốt đẹp, dòng dõi có biết cầu khẩn Đức Giê-hô-va, là dòng dõi biết thuận phục theo Đức Chúa Trời. Thì là các bạn sẽ thấy là cái buổi sáng thế đến đây, buổi sáng thế đến cái thời điểm này là đã có hai dòng dõi ra từ Adam và Eva, hai dòng dõi chính, đó là dòng dõi của Cain là Lamech và dòng dõi của Enoch, tức là con của Seth. Hai dòng dõi này bắt đầu khác biệt nhau trong cái việc sống trên đất, một người là chống lại Chúa và một người theo Chúa. Đây là cái sự khác biệt của hai dòng dõi này. Và buổi sau chúng ta sẽ sang với sang thế ký chương 5 sẽ là một sự tổng kết từ Adam cho đến Noah. Chủ yếu cái bài học số 4 này là học về, là muốn nói các bạn là Đức Chúa Trời luôn luôn chờ đợi các bạn ăn năn, như Đức Chúa Trời đã cho Cain đến 6 lần ăn năn. Bạn hãy nhớ điều đó. Và một lần nhắc nhở đầu tiên là chính là 7 lần. Các bạn nhớ nhá. Thôi, hẹn gặp lại các bạn. 6 lần ăn năn của Cain. Goodbye.